chào mọi người cùng mình vẽ và mắc băng nha. Hôm nay sẽ là món bánh mì thịt nướng và chả tắc nhé. Ôi nhớ thời sinh viên đi học về là không có thời gian nấu ăn là vội tấp vào làm cái bánh mì thịt và cốc chả tắc là no cả trưa rồi. Mọi người có thường ăn bánh mì không thế? Vừa tiện lợi vừa ngon vừa no, đúng là đầy đủ combo mà. Ta-da, xong rồi, mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Nice. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo nha. Hẹn gặp mọi người ở những video sau. Bye bye mọi người.